quý vị, cuối giờ chiều nay, Thường trực Thành ủy tổ chức buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, các địa phương và các cơ sở y tế để trao đổi về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng với các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Buổi làm việc tập trung vào hai nội dung chính là công tác tiêm vaccine và công tác điều trị F0 tại các cơ sở y tế tại nhà. Sở Y tế cho biết năm nay thành phố có hơn 28.800 ca mắc COVID-19, gần gấp đôi so với số ca mắc năm ngoái. Trong đó, bệnh nhân nặng chiếm 1,5%, số ca tử vong chiếm 0,2%, chủ yếu là người lớn tuổi, có bệnh nền, không có nguyện vọng tiêm vaccine. Hiện ngành y tế đang tập trung công tác quản lý theo dõi điều trị F0 theo các phân tầng. Có hơn 10.000 ca mắc được quản lý, 93% ca mắc tại nhà, còn lại là các cơ sở y tế. Về công tác tiêm chủng, ngành y tế đã phối hợp với các địa phương triển khai an toàn, hiệu quả và theo phương châm tiêm sớm nhất ngay khi có vaccine và cam kết sẽ tiêm cho 90% người dân trên địa bàn. Đại diện các trung tâm y tế địa phương cho biết khó khăn nhất hiện nay trong công tác phòng chống dịch là nguồn nhân lực. Ngoài ra, để giảm tỷ lệ ca mắc tử vong, lãnh đạo bệnh viện phổi đề xuất giải pháp là thứ nhất là tất cả những bệnh nhân trên 65 tuổi, những bệnh nhân có bệnh này và những bệnh nhân chưa tiêm vaccine thì đề nghị vào viện ngay lập tức, vào ngay bệnh viện giải chiến chẳng hạn như thế, để chúng ta điều trị sớm theo phác đồ Bộ Y tế để tránh chuyển bệnh nhân từ mức nhẹ sang mức nặng, trung bình và từ trung bình sang nặng. Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận các cấp các ngành đã nỗ lực trong công tác phòng chống dịch, song các ca mắc mới vẫn còn cao, số ca tử vong tăng, nhận định tình hình dịch phức tạp. Về công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị không có hốt hoảng về cái việc này, bởi vì quan trọng nhất là tôi nghĩ rằng chúng ta luôn luôn xác định đây là cái nhiệm vụ mà chúng ta thường trực để chúng ta làm, tức là chúng ta không chủ quan với cái tình hình dịch bệnh. Cái thứ hai quan trọng hơn là chúng ta vẫn quyết tâm triển khai các cái biện pháp và tìm các cái biện pháp mới để trong cái việc kiểm soát dịch bệnh và chúng ta linh hoạt trong cái công tác phòng chống dịch. Về công tác tiêm chủng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị lãnh đạo trung tâm y tế, các địa phương đến từng gia đình rà soát các đối tượng chưa tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 để nhanh chóng tổ chức tiêm ngay tại nhà. Nếu trường hợp không tiêm thì phải viết cam kết. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đến ngày 15 tháng 2 các địa phương phải rà soát xong, lập danh sách các đối tượng chưa tiêm để báo cáo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng nhấn mạnh Sở Y tế chỉ đạo tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố bố trí nơi điều trị F0 thống nhất với đề xuất của bệnh viện phổi, đồng thời đề nghị các trung tâm y tế địa phương theo dõi giám sát chặt chẽ các trường hợp F0 và xác định họ thuộc đối tượng nào để có biện pháp xử lý kịp thời.